Trong tối qua ngày 27 tháng 7, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken nhân dịp Ngoại trưởng sang thăm Việt Nam để chia buồn cùng Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước sự ra đi của Tổng Bí thư. Thay mặt Tổng thống Biden và chính quyền Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Blinken gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân Việt Nam trước tổn thất to lớn này. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Ngoại trưởng Blinken đã thay mặt Tổng thống Biden và chính quyền Hoa Kỳ tới viếng và thăm hỏi gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời chuyển lời cảm ơn chân thành của chính phủ Việt Nam cũng như cá nhân Thủ tướng Chính phủ tới Tổng thống Biden về thông điệp chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2025, Thủ tướng Chính phủ và Ngoại trưởng Blinken nhất trí hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi giữa các cấp, nhất là ở cấp cao, tập trung đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghệ cao, hợp tác bán dẫn, phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây tiếp tục là trọng tâm và là động lực cho quan hệ song phương. Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác toàn diện, trách nhiệm với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, tiếp tục ủng hộ đồng thuận vai trò trung tâm của ASEAN và lập trường nguyên tắc của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông. Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định, Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, mở rộng hội nhập quốc tế, đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong ASEAN và khu vực, cũng như trong hợp tác quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu.